Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube đồ gỗ Ba Đại chúng em. Video hôm nay muốn nên giới thiệu cho các bác một số sản phẩm đồ gỗ. Em cũng chân thành cảm ơn các bác những clip vừa qua ủng hộ cơ sở đồ gỗ Ba Đại rất là nhiều. Đây, sản phẩm đầu tiên mà video hôm nay em muốn giới thiệu đây là một bộ bàn trà chất liệu là gỗ cẩm nai. Bộ gồm tổng là có 7 món ạ, gồm 6 đôn và một bàn. Đầu tiên em đo kích thước của chiếc bàn. Đường kính mặt bàn em đo là 75 cm. Và bàn cao 73 cm nha các bác. Với tất cả những phần rượu bệ ạ, bên trên được đục chạm những hạt trân châu và bên dưới lại được khảm ốc ạ, những đường dây neo liên chi cũng được đục chạm và khảm mạ và chạy quanh vòng tròn của chiếc bàn. Với chất gỗ ạ, liền nạc dày dặn chắc chắn ạ, hàng hoàn thiện đẹp từ trong ra ngoài. Với bộ chống cẩm nai này, hàng đã qua thời gian 5 tháng. Chất gỗ thì vân gỗ ạ, chất gỗ nành nặng liền nạc, vân thì không chê vào đâu được. Đây này em quay lên đến mặt bàn ạ. Với nòng bàn bên trong đây được khảm mạ tùng hạt bách điểu, chất ốc xà cừ, hàng được cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Về chất ốc 7 màu ạ, hàng được phối màu cực kỳ là đẹp. Về chất gỗ và vân gỗ không chê vào đâu nhỉ các bác, vân rất là đẹp luôn ạ. Và ra đến bên ngoài bàn ạ, để cũng được khảm ạ. Và tiếp theo với 6 chiếc đôn thì kích thước này như nhau. Em đo thông số đại diện một cái. Đường kính mặt đôn em đo là 30 cm. Và đôn cao là 40 cm nha các bác. Đây, đây là với chiếc đôn. Tất cả bên trên được đục chạm những hạt trân châu và bên dưới ạ đều được khảm ốc. Với chiếc đôn ạ, hàng khảm tứ diện ạ, các mặt như nhau. Chất gỗ rất là nặng luôn ạ. Hàng nghiền nạc, dày dặn chắc chắn. Bên trong đây ạ. Và nên đến mặt đôn ạ, bên trên này đều được khảm ốc hết, chất gỗ nành nặn vẫn rất là đẹp luôn. Em quay chi tiết về những chiếc đôn còn lại để có thể là xem được kỹ hơn. Với bộ ạ, bàn trà chất liệu là gỗ cẩm nai, hàng được khảm ốc ạ, nguyên liệu gỗ ạ và được khảm ốc ạ. Và khi các bác kê bộ chống cẩm nai này thì phù hợp với mọi không gian. Cũng có 6 đôn và một bàn ạ. Các bác có thể làm một bộ bàn ăn hay làm thành một bộ bàn trà theo phù hợp với không gian. Và khi giao lưu là cơ sở Bảo Đại em sẽ cắt cho các bác ạ một bình kính ở trên bàn để có thể là sử dụng và vệ sinh được tiện nghi sạch sẽ. Và em báo giá giao lưu với bộ bàn trà gỗ cẩm nai này giá là 30 triệu. Em bao miễn phí ship Hàn Quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ, sang bên đây ạ, em có một tấm tranh ạ. Với tấm tranh chữ nhẫn ạ, chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với bức tranh chữ nhẫn này có chiều cao là 60 cm và ngang là 50 cm. Em đang quay chi tiết ạ, với tấm tranh chữ nhẫn ạ, hàng được khảm ốc xà cừ với chất ốc ạ 7 màu. Hàng được cắt tỉa tơ tóc sắc nét. Và bên ngoài khung ạ cũng được khảm những đường ô vuông. Ở bên ngoài để đục chạm ạ, những đường truyện và những đường nét ạ, đục chạm chạy quanh đường khung và chất gỗ nành nặn liền nạc. Và em báo giá giao lưu với tấm tranh chữ nhẫn ạ, giá chỉ có 2.800.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ, sang bên đây ạ, em có một tấm tranh chữ độc. Tấm tranh chữ độc này chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật. Và em đo thông số ạ, với chiều ngang là 50 cm và cao là 60 cm. Em quay chi tiết ạ, đây là tấm tranh chữ độc. Với kích thước là 50 x 60. Hàng được khảm ốc xà cừ với chất ốc 7 màu. Đều được cắt tỉa tơ tóc sắc nét. Và chất gỗ nành nặn liền nạc ạ. Và bên ngoài khung này đều được đục chạm những đường ô van với những đường truyện. Và khi giao lưu vào cơ sở Bảo Đại em sẽ làm móng ạ, trước khi giao đến tận nơi cho các bác. Và với tấm tranh chữ độc này em báo giá giao lưu giá là 2.800.000, bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo ạ, chân xuống dưới bên đây ạ, thì em có một đôi câu đối được khảm cảnh chim hoa, chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi nào gỗ mật, miền Nam gọi gõ mật nha các bác. Em đo thông số với
Đôi câu đối ạ, tổng chiều cao là 127 cm, ngang là 25 cm. Em đến gần và em quay chi tiết để đôi câu đối ạ được thẳng cảnh chim hoa với chất gỗ ạ. Gỗ đồng như một tấm liền lạc dày dặn. Hàng được khảm ốc xa cử với chất ốc ạ. Chất ốc đỏ ở nhà các bác, hàng được cắt tỉa và xem nặng cầu kỳ tỉ mỉ thủ công. Và xem ạ, với chất ốc ạ, chất ốc đỏ ạ. Với những đường nét cắt tỉa tơ tóc sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Và phía dưới cùng của đôi câu đối ạ, thảm ạ, những bình hoa, những giọt hoa. Thì bác xem và có thể cảm nhận được cái chất ốc ạ, chất ốc đỏ nửa, chất ốc rất là đẹp luôn, với chất ốc bảy màu. Và trên đây ạ, những được thảm ạ, chim hoa, được cắt tỉa tơ tóc sắc nét. Với chất gỗ ạ, nguyên một tấm ạ, liền lạc dày dặn. Với kích thước là cao là 127 cm và ngang là 25 cm. Thì các bác có thể là ướm mà treo phù hợp với không gian của gia đình. Mấy em báo giá giao lưu với đôi câu đối được khảm chim hoa này ạ, giá là 16 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và sang bên đây ạ, thì em có một chiếc lồng kính ạ. Chiếc lồng kính này với chất liệu nào, phần đế ạ, chất liệu ạ, đều là gỗ vụ ạ và được đục trúc. Thì em đo thông số. Tổng chiều cao của chiếc lồng kính này em đo là 79 cm. Và kích thước của lồng kính ạ là 70 cm. Và đường kính ạ, mặt là đường kính là vuông 35 cm nha các bác. Em quay chi tiết ạ. Đây là với dưới phần đế ạ, đều được đục chạm, đục trúc ạ. Và những trụ chân ạ đều cũng đều được đục trúc hết. Với phần đế ạ. Được chạm tứ diện bốn mặt như nhau. Để xem ạ, với kích thước của lồng kính là cao là 70 và đường kính vuông ạ là 35 cm. Có thể là trưng bày ạ đồ sứ, đồ tượng hay đồ cổ ạ. Và em báo giá giao lưu với chiếc lồng kính này ạ, giá là 2.500.000, nhà em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo ạ, bên đây ạ, em có một ông cụ đạt ma ngồi thiền, chất liệu là gỗ chắc ạ. Em đo thông số. Cao em đo 40 cm, ngang là 29 cm. Em đến gần và em quay chi tiết với ông cụ đạt ma ngồi trên một viên đá tự nhiên ạ. Ông cụ đạt ma ngồi thiền, những đường nét ạ đục chạm rất là có hồn ạ. Với nguyên liệu nào gỗ chắc ta. Ở phần dưới đây ạ có một chú tiểu ạ, và dưới là đũa tự nhiên nha các bác, ở trên ạ cũng là viên đá nguyên khối ạ. Rất là nặng rồi nha các bác, đem mặt sau ạ. Và với ông cụ đặt ma ngồi thiền với chất liệu nào gỗ chắc này ạ, em báo giá và giao lưu giá chỉ có 2.800.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo đây ạ, em có một chiếc khay nam được khảm cảnh ạ, sơn thủy hữu tình, chất liệu nào gỗ chắc ta, hàng được khảm ốc xa cừ với chất ốc đỏ nữa ạ. Để em đo thông số. Ngang em đo 38 cm, cao là 25 cm. Em quay chi tiết để chiếc khay nan với chất liệu nào gỗ chắc ta và được khảm ốc xa cừ, được khảm cảnh ạ, sơn thủy hữu tình với những đường nét cắt tỉa tơ tóc sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Và chất gỗ đỏ đen đã rất là quý hiếm, bên ngoài cũng đều được khảm những đường ô vuông. Được xem ạ, với những đường nét cắt tỉa thì nhìn vào chiếc khay nan này được khảm cảnh sơn thủy hữu tình, nhìn rất là có hồn. Chất gỗ này em bao đẹp ạ, mặt sau cũng như mặt trước nha các bác, gỗ lành nặn liền nè. Và với chiếc tranh đĩa này em cũng báo giá và giao lưu giá là 3.200.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo em có một chú gà trống nhất kê, chất liệu là gỗ chắc ạ. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Chiều cao này em đo là 33 cm, ngang là 14 cm.
Đây là chú trống, gà trống nhất kê, chất liệu nào cũng chắc ạ. Mọi xem ạ, những đường nét đục chạm rất là kinh bong, tinh tế sắc nét. Đây là mặt sau ạ, chất gỗ đỏ đen rất là quý hiếm. Với kích thước là cao là 33 và ngang là 14 ạ. Bác sưu tầm ạ, vừa chơi vừa trưng bày ạ. À, đục chạm rất kinh bong nhỉ các bác, tinh tế ạ. Em báo giá giao lưu với chú gà trống nhất kê gỗ chắc này, giá là 2.100.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ, đây là sản phẩm cuối cùng mà video hôm nay em muốn giới thiệu. Đây là một bộ trường ngũ đơn vườn cầu, chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi gỗ mật nha các bác. Bộ gồm tổng là có 6 món ạ, gồm một chiếc ghế dài, hai chiếc ghế nhỏ, hai đôn và một bàn. Đầu tiên là em đo kích thước của chiếc bàn. Bàn dài là 137 cm, ngang là 61 cm và bàn cao là 75 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Đầu tiên là với phần đĩa ạ, với phần đĩa là đều được đục truyện ạ. Phần chân bàn em đo là 7 cm ạ, dày dặn chắc chắn. Để các bác xem ạ, với tất cả những phần đĩa ạ đều được đục chạm ạ, những đồng tiền, những đường truyện. Với chiếc bàn hàng đục chạm tứ diện, bốn mặt như nhau. Để xem ạ, hàng đục chạm tứ diện, chất gỗ ạ lành nặng liền nhạt. Dưới bàn cũng có một chiếc sàn để các bác có thể là đựng đồ ạ, được tiện nghi và thoải mái. Và với hai chiếc ghế ra, với chiếc băng dài này ạ, em đo thông số ạ. Tổng chiều dài em đo là 190 cm, sâu là 58 cm và ghế cao là 120 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Đầu tiên với chiếc ghế dài này ạ, phần tựa gồm có 3 nô. Và đây là nô chính giữa đây ạ, được đục chạm 5 con nân ạ, đang vờn một quả cầu. Ở bên ngoài ạ, đều được đục chạm ạ, những đồng tiền, những chữ thọ và những đường truyện được đục chạm ạ, xen kẽ nhau. Phần tựa gồm có 3 nô nha các bác. Và tất cả bên trong ạ đều được đục chạm những con nân ạ, đang vờn quả cầu. Và với chiếc ghế dài ạ, bên trong đây ạ, nó ván bên trong là ván liền. Các bác xem và có thể cảm nhận được ạ, cái màu rất là đẹp nha các bác. Màu đánh ạ, chơi nguyên vân ạ, vân gỗ ạ, không chê vào đâu được. Hàng lành nặng liền nè, dày dặn chắc chắn. Và đây là phần tay ạ, cũng đều được đục chạm. Bên trên cũng vanh cao uốn lượn ạ. Và vừa xuống với phần liễu ạ, tất cả là đều được đục chạm những đường truyện nha các bác. Và tiếp theo với hai chiếc ghế nhỏ thì kích thước là như nhau. Em đo thông số đại diện một cái ạ. Hàng rất là nặng nhỉ các bác. Chiều ngang của ghế em đo là 68 cm, sâu 58 cm, ghế cao là 120 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Đầu tiên với phần chu trên cùng ạ, để được đục chạm những đường truyện. Và chính giữa phần nô tựa ở đây ạ, là đục chạm 5 con nân đang vươn một quả cầu. Và tất cả những bên ngoài đây ạ, là đều được đục chạm những đồng tiền, những chữ thọ và xen kẽ là những đường truyện. Đục chạm mà đan xen nhau nha các bác. Với tất cả các nòng ván ghế ạ, là ván liền hết ạ, gỗ liền nạc, dày dặn chắc chắn. Vân gỗ ạ, không chê vào đâu được. Và với tất cả phần chân ghế này em đo 10 cm ạ, dày dặn chắc chắn. Ở đây là bên hông ạ. Với bộ ghế ạ, hàng đục chạm tứ diện bốn mặt, mặt sau đều cũng đều được đục chạm nha các bác. Bên trên là đục chạm những đường truyện, bên dưới là đục chạm những đường nét và xen kẽ nhau. Chất gỗ ạ, liền nạc dày dặn chắc chắn. Với bộ ngũ đơn vườn cầu là tất cả phần tựa và phần tay đây ạ đều là mộng mạc chắc chắn ạ, mộng tháo rời. Khi giao lưu với cơ sở Bảo Đại em bao miễn phí ship và lắp ráp tại nhà cho tất cả các bác.
Và với hai chiếc đô nặng kích thước là như nhau, em đo thông số đại diện một cái. Chiều ngang thì em đo là 48 cm, sâu 38 cm và đôn cao là 65 cm. Em quay chi tiết ạ. Đây là phần đĩa ạ, cũng đều được đục chạm với những đường truyện ạ. Chiếc đôn hàng đục chạm tứ diện, bốn mặt như nhau. Chất gỗ này em bao ạ, đẹp ạ, nành nặng niền nặng. Và bên trên mặt đồ này ạ, với tất cả lòng ván bên trong ạ, của bộ ghế là ván niền hết. Và phần đôn ạ, phần dưới ạ, đôn và bàn đều có một chiếc sàn ở dưới để các bạn có thể là được đồ được tiện nghi thoải mái. Em quay chi tiết ạ với những chiếc ghế còn lại để các bạn có thể xem được kỹ hơn. Với bộ trừ ngũ nân vườn cầu, chất liệu nào gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật, miền Nam gọi gõ mật. Chất gỗ ạ, cực kỳ là dày dặn chắc chắn ạ. Tất cả những phần tựa, phần tay ạ đều là mộng tháo đời. Và khi ra lưu, cơ sở bảo là em bao bị phí ship và nắp lát tại nhà cho tất cả các bác. Với bộ trường ngũ nân vườn cầu này, chất gỗ là vân gỗ thì không chê vào đâu được ạ. Và khi ra lưu rồi, cơ sở bảo là em sẽ cắt cho các bác ạ kính bàn và kính đôn ạ, để các bác có thể là sử dụng vệ sinh được tiện nghi và sạch sẽ. Em báo giá giao lưu với bộ trường ngũ nân vườn cầu, giá là 30 triệu, em bao miễn phí ship và lắp ráp tại nhà cho tất cả các bác rồi. Khi các bác xem video thấy hay thì đẹp có thể cho em một like và đăng ký kênh. Em có thêm động lực phát triển kênh là những video mới để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Các bác xem video chưa kỹ và nghe chưa được rõ có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115. Các bác ở gần có thể xuống cơ sở em có địa chỉ dưới Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định để có thể xem chi tiết hơn về tất cả các sản phẩm và giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Em xin dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.